Mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái món ăn. Món ăn này mình nấu bằng cái bột rau câu này các bạn. Thì món ăn của mình có tên gọi là rau câu la dứa. Nhưng mà nó lại có nhân, mà nhân là phô mai nhé các bạn. Đây. Thì bây giờ cái đầu tiên đó là mình phải có một bịch bột rau câu. Đây là bột rau câu dẻo nha. Rồi mình có hai loại, mình chia ra hai chén đường này các bạn. Ở bên này là 100g, bên này là 50g. Thì 100g này để mình nấu cái phần ở ngoài chung với lá dứa. Còn 50g này là mình sẽ nấu với lại phô mai với những cái món này để làm nhân này các bạn. Thì bây giờ nhân nè, là đầu tiên là mình có 3 miếng phô mai này. Rồi mình có 3 quả trứng gà này. Còn đây là sữa đặc, mình sẽ sử dụng khoảng 4 muỗng sữa đặc. Mình sử dụng muỗng này này các bạn. Và đây là sữa tươi, sữa tươi mà không đường á các bạn. Đây là 200ml sữa tươi không đường. Và đây là thêm 50ml nước lạnh mà nước lọc á nha. Thì bây giờ là đầu tiên á, là mình sẽ đập trứng ra để mình lấy cái lòng đỏ trứng thôi nha. Trứng gà mình đập ra rồi mình lấy cái lòng đỏ trứng thôi nha. Mình sẽ lấy bằng lòng đỏ bằng cái cách này này các bạn. Mình đưa qua đưa lại cái vỏ này thì nó sẽ còn cái lòng đỏ nha. Lấy trên hết cái lòng trắng. Mình đưa qua đưa lại như vậy các bạn, nó hết cái lòng trắng, lấy lòng đỏ. Rồi khi mà mình đã đập xong trứng rồi thì mình lấy cái nĩa, mình đánh cho nó tan cái lòng đỏ trứng đi nha. Trứng mình đã đánh tan rồi thì mình cho sữa tươi không đường vô này các bạn. Và mình cũng quậy lên cho đều ha. Rồi mình cũng cho cái phần nước lạnh vô thêm này. Sữa đây là mình cho vô khoảng 4 muỗng nha. Rồi như vậy là mình khuấy cho nó tan đều sữa ra nha. Mình lọc qua một cái rơi này các bạn. Mình lọc qua cái rơi để những cái cợn nào nó còn thì nó nằm ở bên trên cái rơi rồi mình mang đi mình nấu nha. Mà trước khi mình nấu thì mình sẽ cho cái bột rau câu này các bạn. Nhưng mình phân chia ra sẵn nha. Thì khi mà mình nấu mà cái nước sữa của mình mà nó nóng lên rồi thì mình sẽ cho bột rau câu vô. Thì ở đây là mình có hai chén. Bên này là 50g thì mình sử dụng khoảng 1 muỗng. 50g thì mình sử dụng khoảng cỡ 1 muỗng cà phê bột rau câu ha. Rồi mình cho vô cái mình đảo đều sẵn đi. Còn bên này là 100g đường thì mình sẽ cho vô khoảng 2 muỗng các bạn.
mình bật bếp lên này các bạn, rồi mình bắc cái nồi sữa của mình lên ha. Rồi mình nấu nó đã gần sôi rồi á các bạn, thì mình chế cái đường mà mình trộn với rau câu á, mình chế vô nha. Mình chế vô từ từ. Mình về vừa chế mình vừa đảo cho nó đều nha. Rồi khi mà mình chế bột rau câu vô rồi thì mình cũng cho 3 miếng phô mai vô luôn nè các bạn. Rồi mình vẫn cứ quậy để cho cái phô mai của mình nó tan ra nha. Khi phô mai của mình mà nó đã tan hết rồi các bạn thì mình tắt bếp đi nha. Nó sôi lục bục này các bạn. Rồi tắt bếp nha. Khi phô mai của mình á, nó đã nguội nguội rồi á, mình có chuẩn bị ở đây những cái ly nhỏ nhỏ này các bạn. Mình chế nó vô những cái ly nhỏ nhỏ này. Mình chế một cái chắc cỡ 2 muỗng á. Cái lá dứa mình đã rửa sạch sẽ rồi, mình dùng kéo á, mình cắt nhỏ. Mình cho vô cái cối xay sinh tố này các bạn. Mình cho vô cái cối này rồi cái mình cho nước vô mình xay cho nó mịn rồi cái mình lọc mình lấy cái phần nước nha. Còn cái phần xác thì mình bỏ đi ha. Khi nãy mình có chuẩn bị ở đây là 1 lít nước sạch. Rồi mình có cho vô 200ml để mình xay nước lá dứa này các bạn. Thì cái phần nước còn lại là 800ml nha. Thì bây giờ mình cho vô một cái nồi. Rồi mình sẽ bật bếp lên để mình nấu cho cái nước của nó hơi nóng nóng lên. Thì mình sẽ cho cái đường với rau câu khi nãy mình trộn vô đây là 2 muỗng cà phê bột rau câu vô 100g đường này các bạn. Mình sẽ đợi cho cái nước này nó nóng nóng lên xíu đã nha. Khi nước ở trong nồi nó đã nóng lên rồi thì mình chế đường mà đã trộn rau câu vô nè. Ở trên này thì mình chế vô, ở bên này thì mình cứ dùng cái muỗng á, mình khuấy cho nó đều, cho nó tròn này các bạn. Để cho nó rau câu nó không bị vón cục á các bạn. Khi mà mình chế xong cái nước rau câu rồi á, thì mình cũng chuẩn bị để mình cho cái nước lá dứa vô nè. 800ml nước mình nấu với rau câu và đây là thêm 200ml nước lá dứa nữa. Mình cứ đổ vô rồi mình khuấy đều. Các bạn thấy nó có một cái màu xanh đẹp chưa nè. Rồi mình nấu thêm một chập nữa để cho khi nào mà nó sôi lục bục lên á thì mới được nha. Nước rau câu lá dứa nó đã sôi lên rồi nè các bạn. Mình tắt bếp đi nha. Sôi nãy giờ rồi đó, mình tắt bếp. Rồi mà nếu mà được á thì mình đợi một xíu để mình hớt đi bớt những cái bọt ở bên trên này á. Để cho cái màu lá dứa nó đẹp nha. Những cái bọt của nó mình đã hớt ra cái chén này rồi nè các bạn. Các bạn thấy cái màu nó đẹp chưa nè. Thì mình sử dụng cái ly này để mình làm cái khuôn của rau câu nè. Thì mình cho vô mỗi ly khoảng một xíu thôi các bạn. Nó chưa tới một muỗng nha. Vì khi nãy mình làm là được 6 cái bánh cái nhân đó các bạn. Cho nên bây giờ mình cũng sử dụng 6 cái ly này. Nhưng mà đầu tiên là mình múc vô một ít thôi. Khi cái lớp lá dứa mình đổ nó đã đông rồi các bạn.
Thì mình gỡ cái phần nhân ra nè, mình cho nhẹ nhẹ vô ha. Rồi mình cho thì nó sẽ nằm, mình căn căn làm sao để cho nó nằm ở giữa này nè các bạn nè. Đây rồi. Mình chế thêm cái phần mà nước rau câu lá dứa thêm bên trên nữa nè các bạn. Cái phần này á, nãy giờ mình vẫn còn để nó vẫn còn nóng này ha. Mình chế từ từ. Rồi như vậy là cứ khoảng cỡ một muỗng á là nó vừa ngập luôn này các bạn. Như vậy là được rồi ha. Rồi mình cứ tiếp tục mình làm thêm 5 cái ly này với 5 phần nhân này cho hết nha. Khi rau câu của mình nó đã đông rồi này các bạn, mình gỡ chung quanh rồi. Mình đã gỡ hết 6 cái bánh của mình ra ngoài dĩa đây này các bạn. Bây giờ mình để bên này khoảng 2 cái để mình cắt thử ha. Đây các bạn thấy này, cái phần nhân bánh nó đẹp chưa này các bạn này. Đó. Đây các bạn thấy này, cái phần nhân bánh nó rất là đẹp luôn này. Thế là với khoảng gần 2 tiếng đồng hồ á các bạn, mình loay hoay mình làm gần 2 tiếng đồng hồ là mình đã có được khoảng 6 cái bánh. Cái này gọi là rau câu lá dứa nhân phô mai. Cái nhân là phô mai với lại trứng gà này các bạn nè. Rất là đẹp mà ăn ngon mà đẹp mắt nữa này các bạn. Mến chào các bạn nha.